Trong một lần Osho ngồi chia sẻ với những học trò của mình thì Osho nói một câu mà làm cho anh lạnh xương sống luôn. Ở thời điểm đó Osho đã là một cái bậc thầy rất là nổi tiếng và ông nói là tất cả các con đang ngồi đây và đang đi theo ta, quý mến ta là bởi vì ta đang nói ra những điều đúng ý của các con. Còn nếu mai này đây ta nói ra một điều gì đó mà không đúng ý các con thì có khi một nửa cái phòng này các con sẽ ra đi. Cho nên đừng có ngộ nhận là các con quý mến hay thần tượng ta. Các con chỉ tạm thời thấy là ta nói vừa ý các con mà thôi. Thì đối với anh nghĩ đó là một cái bản lĩnh rất là lớn của một cái người có sức ảnh hưởng rất là lớn như là Osho. Nói thẳng với học trò của mình. Cho nên anh nghĩ là ngày hôm nay nó cũng là cái moment of truth để xem thật ra là các bạn cảm nhận được cái tinh thần của anh Trí hay chỉ vì trong một cái khoảnh khắc nào đó anh nói đúng ý các bạn rồi các bạn thích cái quan điểm của anh ha. Và anh nghĩ là ngày hôm nay nó cũng là một cái bài kiểm tra thật sự rất là thẳng thắn đối với anh, xem là anh có thật sự làm được những điều mà anh nói, đó là hít thở chậm lại một nhịp để có một cái góc nhìn bình tĩnh và đa chiều hơn về câu chuyện của Sơn Tùng MTP với cái video clip mới nhất của bạn There's No One At All. Sẵn sàng chưa để lắng nghe quan điểm của ông Well? Let's go. Quan điểm của anh về cái video clip anh vừa mới coi tối ngày hôm qua đó là anh không có bất cứ cái chỉ trích nào cái MV của Sơn Tùng dưới góc độ của một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, anh không đồng ý với cách mà Sơn Tùng phân phối tác phẩm nghệ thuật này. Cho nên bây giờ sẽ nói về từng thứ. Đầu tiên, đó là cái ca khúc và cái MV của Sơn Tùng thì chúng ta phải thẳng thắn là Sơn Tùng được quyền làm cái tác phẩm nghệ thuật của anh ấy. Bởi vì Sơn Tùng là một nghệ sĩ, anh ấy không phải là một giáo sĩ. Cũng giống như anh đã từng chia sẻ và cái góc nhìn của anh về Đen Vâu và mang tiền về cho mẹ, đúng không? Là chúng ta không thể mong đợi những cái ca sĩ phải là những thầy cô giáo, phải là những giáo sĩ, đúng không? Để dạy bảo và hướng thiện cho cuộc đời. Họ không, đó không phải là vai trò bắt buộc của họ. Mà cái người nghệ sĩ là cái người được quyền thể hiện một cách chân thật cái cuộc sống dưới cái góc nhìn và cái lăng kính của anh ta, của cô ta, với cái cá tính nghệ thuật của anh ấy và cô ấy. Và riêng với cái phần đó thì anh nghĩ là đẳng cấp của Sơn Tùng vẫn là đẳng cấp của Sơn Tùng. Tùng đã có một cái tác phẩm thật sự rất là ấn tượng. Thành thật mà nói là cho đến trước khi cái tác phẩm nó được launch thì anh rồi gia đình anh, cá nhân anh rất là tò mò và thật sự rất là respect cái bạn trẻ này. Ngay đêm trước ngày hôm đó anh nói với vợ anh là Sơn Tùng độc đáo quá, tại vì không có cái nghệ sĩ nào ở Việt Nam mà chơi được cái đẳng của Tùng, đó là collab được với những cái nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, world class, và làm luôn một ca khúc bằng tiếng Anh. Ok, cho nên là anh thật sự rất là impressed, rất là ấn tượng với cái cách chơi, cái cách làm rất là hết mình của Sơn Tùng. Và rồi bước vào cái nội dung của tác phẩm đó không có bất cứ vấn đề gì hết. Bởi vì nghệ thuật không nhất thiết lúc nào cũng phải tô hồng, lúc nào cũng phải nói những điều đẹp đẽ, mà nghệ thuật được quyền nói một cái góc rất chân thật về cuộc sống. Mà trong văn học mình gọi nó là cái văn học hiện thực. Không? Và đó là cái rất là tự nhiên ha. Và cái câu chuyện mà Sơn Tùng thể hiện, cái phản ứng, cái cảm xúc, cái diễn biến tâm lý, cái hành vi, cái cuộc đời, cái bối cảnh của câu chuyện đó, thẳng thắn đi các bạn, ngoài đời có không? Có còn ghê hơn như vậy nữa kìa. Cho nên là rõ ràng nó là một câu chuyện hoàn toàn không có bị méo mó về cuộc đời, nó không có giả dối, mà nó là một câu chuyện rất là thật. Và thẳng thắn đi là ở ngoài kia có những đứa trẻ bị ruồng bỏ không? Có những đứa trẻ bị bạo hành, bị bạn bè xa lánh, rồi đánh đập không? Có những đứa trẻ đầy sự cô đơn không? Có không? Có nhiều lắm. Và có những đứa trẻ vì chuyện đó nên phẫn uất không? Có.
rồi bắt đầu nghịch ngợm, rồi bắt đầu gây ra những cái gây rối, hả? Có hết. Và anh nói thật luôn là trong cuộc đời chúng ta đã nghe, đã nhìn thấy những câu chuyện còn khủng khiếp hơn như vậy rất nhiều, là những đứa trẻ không chỉ là bị bỏ rơi mà là bị đánh đập, bị tra tấn, bị cưỡng hiếp, bị bạo hành bởi những người thân trong gia đình của mình. Hoàn cảnh rất là khủng khiếp. Và rồi có những cái bạn trẻ lớn lên trong những cái môi trường độc hại như vậy, nó hình thành ra những cái tâm lý, những cái tổn thương, cái sự giận dữ, và cái bạn trẻ đó đâu chỉ tự sát rồi nhảy lầu đúng không, mà nó xách súng mà nó bắn chết mấy chục đứa, sau đó nó mới tự sát. Chuyện đó trong cuộc đời này có không các bạn? Có hết. Và anh nói thật luôn là trong mười mấy năm anh đi huấn luyện, anh đi dạy, anh gặp rất nhiều những cái hoàn cảnh như vậy rồi. Những câu chuyện mà mình nghe mình rùng mình luôn. Thì cho nên đó là những câu chuyện chân thật. Và anh nghĩ là Sơn Tùng thành công trong việc lột tả một cái khía cạnh có thật của cuộc sống một cách chân thật, bằng cái ngôn ngữ nghệ thuật của bạn, bằng trí tuệ, bằng âm nhạc, bằng sự sáng tạo của bạn, bằng tiếng Anh. It's beautiful. Ok, cho nên đây là cái thật tâm mà nói nha, chứ không có đãi bôi, không có tâng bốc gì hết. Những ai thật sự có say mê về âm nhạc, say mê về sản xuất, về phối, về quay dựng, về video thì đều phải ngã mũ và respect cho nghệ sĩ Sơn Tùng MTP với cái tác phẩm nghệ thuật. There's no one at all. Rất chỉnh chu. Wow, đó là quan điểm của anh. Cho nên nếu nói đây là một tác phẩm nghệ thuật, nó hoàn toàn ổn. Rồi có người nói là à, cái tác phẩm này đưa ra cái góc rất là dark, rất là tăm tối của cuộc sống. Mặc dù nó có thật nha, nhưng mà sao anh đưa ra cái góc dark như vậy? Hả không? Tại sao không có những cái tia sáng hy vọng ở trong đó? Thì như anh nói là nếu nó là một cái tác phẩm hiện thực, thậm chí một tác phẩm hiện thực phê phán, thì nó không có cần phải đưa ra câu trả lời. Bởi vì không phải lúc nào có câu trả lời rồi tôi mới được làm ra một tác phẩm nghệ thuật và để mô tả về những cái bế tắc của xã hội, của cuộc đời này, đúng không? Nó thức tỉnh chúng ta là chúng ta đối diện. Một dẫn chứng cụ thể đó là những cái tác phẩm văn học hiện thực phê phán mà chúng ta được học ngay trong chính chương trình sách giáo khoa luôn, nó cũng được quyền tăm tối và nó cũng được quyền tuyệt vọng luôn, mà chắc các bạn đều biết ha. Đó là Tắt Đèn của Ngô Tất Tố và Lão Hạc của Nam Cao. Thì trong câu chuyện đó nó không đưa ra bất cứ một cái giải pháp nào được hết, mà nó là một cái sự bế tắc và cùng quẫn của Lão Hạc, để rồi kết cục ông bán đi cái con chó vàng là người bạn thân thiết duy nhất của mình và ông tự sát bằng bả chó khi ông bế tắc với cuộc đời của chính mình. Và rồi câu chuyện Tắt Đèn của Ngô Tất Tố nó kết lại bằng cái kết là chị dậu đạp cửa lao ra ngoài và trước mặt chị là cả một bầu trời đen kịt như cuộc đời của chính chị. Cho nên ở điểm này có người phê phán cái tác phẩm của Sơn Tùng là sao nó không có lạc quan, nó không có tích cực, nó không có niềm hy vọng, nó không có những cái bài học nhân văn, nó không có những cái nguyên tắc sống, kỹ năng sống, đâu có được vậy các bạn. Anh nghĩ như vậy không công bằng, quá là không công bằng với một nghệ sĩ như là Sơn Tùng, bởi vì anh ấy đơn thuần muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật để mô tả một cái hiện thực, thậm chí hiện thực phê phán, để nói lên cái nỗi khổ, cái sự bế tắc, cái sự cô đơn, thậm chí cùng quẫn của một bạn trẻ trong cái thời đại của chúng ta. Right. Cho nên nếu nhìn There's No One At All dưới góc nhìn của một tác phẩm nghệ thuật thì là một tác phẩm nghệ thuật được làm rất là chắc tay, rất là tâm huyết và rất là đẳng cấp. Đó là sự thật. Và anh không có bất cứ điều nào phê phán đối với tác phẩm nghệ thuật của Sơn Tùng. Tuy nhiên, anh không đồng ý với cái cách mà tác phẩm đó được phân phối cho khán giả. Bởi vì khi chúng ta học cái tác phẩm văn học hiện thực ha, ở trong trường thì các em được tiếp cận với tác phẩm văn học đó và được giáo viên dạy văn hướng dẫn các em cách để hiểu, để cảm nhận, để phân tích, để có một cái nhìn điềm tĩnh và hiểu được cái intention, cái mong muốn của tác giả gửi gắm vào cái tác phẩm của mình.
để các em không đọc những tác phẩm đó xong và có một cái hiểu rất là tiêu cực về cuộc đời, đúng không? Giống như là giờ phải giết hết, phải rồi rồi tự sát, rồi rồi khi mà nghèo đói thì mẹ phải bán con thôi, chứ tình cảm cha mẹ con cái cũng chả có ý nghĩa gì. Thì để tránh cái việc mà các em là những bạn trẻ, còn rất là trẻ, không, vị thành niên chưa có được cái khả năng phân tích và cảm nhận đa chiều, có thể hiểu đúng những tác phẩm văn học hiện thực như vậy, có phải có cái sự dẫn dắt của giáo viên dạy văn. Còn khi mà chúng ta coi những tác phẩm như là phim, điện ảnh cũng vậy các bạn à, ha, thì ở trong rạp chiếu phim có đủ các thể loại phim hết, và có những phim cực kỳ bạo lực, có những phim siêu dark, bắn giết, rồi thậm chí có những cái phim mà nó kết thúc rất là tăm tối về cái sự nghèo đói, về cái bi kịch, không? Thì chúng ta nhìn thấy nó như là phim Ròm chẳng hạn, không? Rồi phim Đêm tối rực rỡ chẳng hạn, rồi những cái phim nước ngoài thì những cái phim bạo lực nó rất là nhiều, không? Lưu ý, tất cả những phim đó khi ra rạp đều được gắn mác 18 hay là 21. Nghĩa là nó có sự sàng lọc đối tượng để tiếp nhận cái tác phẩm nghệ thuật đó. Bởi vì wow, nếu các bạn trên 18 tuổi thì các bạn phải chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn và tiêu thụ tác phẩm nghệ thuật của mình. Và nếu các bạn lựa chọn coi một cái bộ phim mà chúng tôi đã gắn mác là 18 thì bạn sẽ biết là trong bộ phim đó có rất nhiều những cái cảnh bạo lực, có những cái cảnh có thân thể, có những cái từ ngữ rất là nặng nề, không? Thì đó là đối tượng khán giả được sàng lọc. Tuy nhiên, thẳng thắn đi các bạn, là cái video clip của Sơn Tùng khi mà được phát hành thông qua YouTube thì nó tiếp cận tất cả các lứa tuổi khác nhau, và nó tiếp cận đúng cái đối tượng thật sự rất là nhạy cảm, và cái đối tượng được mô tả ngay trong chính cái video clip đó luôn là những cái bạn học sinh trẻ tuổi. Thì đó là thứ mà anh thật sự rất là lo ngại, bởi vì cái thông điệp đọng lại trong đầu của những bạn trẻ đó là there's no one at all, right? Thì đó là thứ mà anh nghĩ là anh lo ngại, và anh phân tích kỹ hơn về cái sự lo ngại đó của anh dưới góc nhìn của không chỉ một cái ông bố có một đứa con 13 tuổi đang trong cái tuổi trái tính trái nết, và nó làm cho vợ chồng anh rất là gian khổ, và anh nghĩ là vợ chồng anh cũng đang làm cho nó khổ, bởi vì khó lắm để hiểu nhau, để thích ứng, để thay đổi được cái tính nết của cái sự thay đổi liên tục đó, thật sự rất là chật vật khó khăn. Và anh cũng chia sẻ nó với góc nhìn của một cái người làm về tư vấn, làm về hỗ trợ và định hướng về tâm lý huấn luyện trong suốt gần 15 năm, đúng không? Thì thật sự là anh rất là lo ngại khi một cái thông điệp và một cái tác phẩm như vậy chạm đến những bạn trẻ 11, 12, 13, 14, 15 tuổi, trong cái tuổi mà cái cảm xúc và cái tâm lý và những cái biến động trong cuộc sống của các bạn rất là lớn, và thậm chí nó rơi vào một cái điểm rơi cực kỳ nhạy cảm là các bạn bị cách ly xã hội trong một thời gian dài, không được đến trường để gặp bạn bè, là một cái đối tượng quan trọng nhất đối với họ trong cái lứa tuổi đó, rồi họ ở nhà, học ở nhà, rồi bị nhốt ở nhà, và rồi ở trong nhà của họ thì cái mối quan hệ và kết nối thông thường với bố mẹ ở cái tuổi đó đã khó rồi, mà chưa kể là bố mẹ và gia đình của họ trong cái giai đoạn này gặp rất nhiều những cái lo lắng, những cái áp lực. Thì cái điểm rơi về mặt thời điểm và đối tượng tiếp cận cái sản phẩm này là một cái làm cho anh rất là lo lắng và quan ngại. Dĩ nhiên là cái việc xác định xem là cái tác phẩm nghệ thuật của Sơn Tùng sẽ không phù hợp với đối tượng khán giả ở những độ tuổi nào thì cái đó không phải là vai trò của anh. Anh nghĩ đó sẽ là vai trò mà chúng ta chờ đợi một cái góc nhìn từ cục phát hành văn hóa truyền thông gì đó ha, thì đó là cái vai trò kiểm duyệt và phân định lứa tuổi của họ, đúng không? Tuy nhiên là nếu như từ cái kinh nghiệm về hỗ trợ và tư vấn và tâm lý và hành vi thì anh có thể mô tả cho các bạn cái ảnh hưởng và cái định hình mô thức hành vi khi mà một cái bạn trẻ tiếp cận cái tác phẩm nghệ thuật này, thậm chí là với cái tình cảm rất là lớn dành cho cái ca khúc mà dành cho cái người trình bày ca khúc đó, đúng không? Thì dĩ nhiên cái này không phải bất cứ một cái bạn trẻ 12, 13 tuổi nào cũng sẽ có cái hiệu ứng tương tự. Nhưng anh muốn các bạn tưởng tượng là nếu có một cái bạn trẻ mà đang trong một cái giai đoạn có rất nhiều những cái
bức xúc, những cái băn khoăn khó khăn trong việc kết nối với gia đình của mình, và cái đó luôn diễn ra trong cái lứa tuổi teen của các em và nó rất là khó khăn, đúng không? Và rồi ngày hôm đó các em có ẩu đả với bạn bè, có xung đột và có những cái va chạm và ẩu đả với bạn bè, các em quay trở nhà rất là buồn, rất là trông chênh và hoang mang. Và khi quay trở về nhà thì các em nhận ra là trong nhà không có ai cả, bởi vì ngày hôm đó bố mẹ của bạn có một cái việc gì đó bận và không thể về nhà kịp và về trễ hơn rất nhiều, và bạn không liên lạc được với bố mẹ của mình. Thì nếu như một cái bạn trẻ thông thường sẽ thấy là ồ, chắc ba mẹ có chuyện gì đó, làm sao không liên lạc được, kỳ ghê. Nhưng nếu một cái người thật sự coi đi coi lại nhiều lần cái hình ảnh, cái thông điệp, cái cảm xúc trong ca khúc đó, thì họ sẽ nhận ra được cái gọi là coincidence, là cái sự trùng hợp, cái sự trùng khớp của tất cả những cái chi tiết, những cái hình ảnh và cảm xúc. À, bạn bè mình nó bully mình, nó đánh mình, nó ăn hiếp mình, rồi nhà mình chả có ai hết, gọi ai cũng không được, ba mẹ nói là 8 giờ về mà bây giờ vẫn chả về, hứa là về mà cuối cùng cũng không về, rồi cơm canh chả thấy đâu hết, mà trong căn nhà này không có ai hết, mình thì bầm dập giống vậy, tóc tai thì rối bù. Oh no, vậy nghĩa là there's no one at all, there's no one at all. Cho nên đó là cái diễn biến về mặt tâm lý hành vi, và nó rất dễ diễn ra ở cái lứa tuổi đó, khi mà cái khả năng nhận thức về hành vi và cân nhắc hành vi của các bạn đang trong giai đoạn phát triển, thì những cái cảm xúc nó sẽ rất dễ lấn át. Thì anh nghĩ đó là cái điều mà anh rất mong là nó không xảy ra, và anh biết là có thể chắc chắn có những cái bạn trẻ không có bị rơi vào cái sự khó khăn giống như vậy. Nhưng nếu Sơn Tùng là một cái người có sức ảnh hưởng khủng khiếp, một cái clip lên chưa đầy 24 tiếng mà đã có 5-6 triệu view, và cái lứa tuổi của những bạn trẻ xem cái nhạc của Sơn Tùng là những cái lứa tuổi nào, thì thực ra đó là một cái điều anh nghĩ rất là bất cẩn, và đó là một cái rủi ro về mặt cảm nhận cái thông điệp, cái tinh thần của bài hát, mà anh tin là ngay cả cá nhân Sơn Tùng cũng không muốn nó xảy ra. Vì vậy mà wow, anh nghĩ đó là một cái sự bất cẩn rất là lớn trong việc phát hành một cái tác phẩm nghệ thuật mô tả cái hiện thực phê phán của Sơn Tùng cho những cái đối tượng khán giả mà có khi lứa tuổi anh nghĩ là chưa phù hợp. Còn lại anh nghĩ là một cái góc nhìn cuối cùng mà anh xin chia sẻ, cái này không nói về cái tác phẩm của Sơn Tùng, mà anh nghĩ là anh được xin được chia sẻ với những bạn trẻ, những cái bạn trẻ trẻ tuổi mà đang theo dõi cái video clip của anh, và có khi các bạn cũng đang trải qua những ngày tháng rất là áp lực, rất là mệt mỏi, chuyện thi cử, chuyện định hướng, chuyện có được thi vào cấp 10 hay không, rồi sẽ thi như thế nào, học ra làm sao, rồi mùa này dịch giả như vậy kiến thức có đủ hay không, rất là nhiều cái áp lực, phải không? Và nếu các bạn có xem cái video clip đó rồi, anh rất mong là mấy đứa đừng có rút lại cho mình cái niềm tin về cuộc đời, đó là there's no one at all. Anh rất mong là nếu có xem rồi thì các bạn có thể cảm nhận cái nhạc, cái beat rất là chill, rất là hay, rồi anh Tùng ảnh làm rất là tâm huyết, phải không? Rồi ảnh làm dàn dựng rồi hoành tráng, hay quá, ok. Nhưng đừng rút cho mình cái niềm tin về cuộc đời này là there's no one at all, không có ai hết, tôi cô độc, không có đâu mấy đứa. Anh rất mong là mấy bạn giữ được cho mình cái niềm tin, dù là có khi những ngày này các bạn rất là áp lực, dù là có khi mới tranh cãi với ba má mình xong, rồi mới nghỉ chơi với đứa bạn thân của mình xong hay sao đó, nhưng mà làm sao tin anh và giữ cho mình cái niềm tin cho tuổi trẻ của mình là there's always someone, there's always someone, có, luôn có một ai đó quan tâm, luôn có một ai đó yêu thương. Thậm chí anh chỉ cho các bạn coi luôn nè, là ngay trong cái video clip của anh Sơn Tùng mà mấy bạn có coi đó, mặc dù là cái video clip đó là there's no one at all, right? My mom didn't come back, there's no one at all, right? Nhưng mà các bạn không để ý, có there's someone. Trong cái clip đó các bạn có nhận ra là vẫn có tình thương không? Có. Nhưng mà cái bạn nhân vật trẻ tuổi trong cái clip đó không có nhận ra, nhưng mà rõ ràng là có. Ai đoán được, thả cái comment đi. Người nào tinh ý nhìn ra được cái hình ảnh và cái minh chứng và tình thương và sự quan tâm vẫn tồn tại trong cái video clip đó, mà có thể các bạn không để ý và cái clip nó không bật ra được, nhưng mà có, các bạn thả trong comment ha. Còn dĩ nhiên câu trả lời nó
nó nằm ngay cái hình ảnh ở đầu cái video clip, khi mà cái đứa trẻ đó bị bỏ rơi, để lại cạnh đó cái cuốn băng cassette nói cái lời hứa của người mẹ là mẹ sẽ quay trở lại với con, và rồi người mẹ đã bỏ đi. Nhưng các bạn có để ý không, coi lại đi, nếu cái clip đó còn ha, là khi người mẹ vừa bỏ đi thì cái cánh cổng tu viện đó tức thì mở ra và một cái vòng tay đến để nâng cái đứa bé đó lên. Thì cái người nữ tu đó đó các bạn, she's there, she's there, right, there's someone. Và bằng chứng là nếu như không có cái cô nữ tu đó mở cánh cửa tu viện đó và đón cái đứa bé đó vào, thì làm sao mai này nó biến thành cái thằng nhóc mà đi nghênh ngang ngoài đường, đúng không? À, mà cái nhân vật đó sau này thể hiện trong cái video clip à, thì rõ ràng là cái đứa bé đó ngày hôm đó nó đã không bị cuộc đời bỏ rơi. Má nó bỏ rơi nó nhưng cuộc đời không có bỏ rơi nó, à, vẫn có những cái vòng tay nâng đỡ và đứa bé nó được chăm sóc, nó được nuôi nấng để thành hình. Đó, cho nên là anh muốn ngay cả trong cái tác phẩm của Sơn Tùng, có thể Sơn Tùng không để ý, nhưng anh mong các bạn nếu có coi rồi để ý, there's still love and there is hope, there's always hope. Alright, và anh mong các bạn có cái niềm tin đó với tuổi trẻ của các bạn, với những cái ngày tháng chật vật của các bạn, những cái ngày khó khăn của các bạn, tin là các bạn không có cô đơn đâu. À, tin đang chi để mình tìm, để mình để ý. Ok, à, để mà mình có được cái sự nương tựa về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần. Somebody will understand you, somebody will love you, right? Ha. Cho nên là cái đối với những cái bạn trẻ đã có coi, anh rất mong các bạn tạm thời đừng có tin là there's no one at all. Hãy giữ cho mình cái niềm tin là there's always someone. Ok, và trong clip có, trong cuộc đời này cũng có các bạn ơi. Nghe, anh biết là nó khó khăn lắm, nó biết là chắc chắn có những bạn trông chênh lắm. Nhưng như trong cái video clip mà anh có nói về cái cách để cha mẹ thương con nhưng đừng gây ra tổn thương cho con á, đúng không? Thì các bạn trẻ chủ động tìm cho mình nhiều cái chỗ dựa về mặt tinh thần trong cuộc sống. À, nếu ba mẹ ở thời điểm này họ đau khổ quá, họ bận rộn quá, họ áp lực quá, mình không nương tựa họ được, thì bạn bè rồi nhiều khi không có bạn bè nhiều thì thầy cô giáo, rồi những tổ chức xã hội, rồi những tổ chức tôn giáo, không? Rồi nhà thờ, rồi chùa, rồi hàng xóm, không? Rồi như anh nói luôn, con chó con mèo. Năm 2016 nếu không có con chó ở nhà anh, lúc nào nó cũng bầu bạn bên cạnh anh, những lúc mà anh không ngủ được trong rất nhiều đêm liên tục, nó luôn nằm ở dưới chân của anh. Thì nếu không có cái sự nương tựa đó, tự nhiên cái mình thấy là there's no one at all, nhưng mà có con chó nó ở bên cạnh mình, nó luôn với mình. Thì anh gửi gắm cho các bạn cái niềm tin đó, there's always someone. Alright. Và không chỉ trong cái video clip của Sơn Tùng, mà ngay trong cuộc sống này, there is someone, at least there's me. Đó là cái nghiệp của cuộc đời anh. Không? Cho nên là anh mong là qua nhiều những cái chia sẻ của anh, thậm chí qua cái công việc mà bọn anh làm, các bạn nhận ra là một ai đó vẫn đang quan tâm, một ai đó vẫn đang cố gắng để thấu hiểu các bạn nha. Còn lại anh hoàn toàn đồng tình là cha mẹ phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Các bạn coi tất cả những cái video clip của anh nói về trầm cảm, nói về cách nuôi dạy con cái, anh luôn nói là cha mẹ phải là người đầu tiên cố gắng lên. Mình thương con mình, đúng rồi, nhưng mà mình phải tìm cái cách đúng để mình thương con mình hiểu các em đó. Thì anh đã nói chuyện đó quá nhiều rồi, hôm nay anh không nói nữa. Nhưng mà anh nói là nếu bây giờ giả sử như mà ba mẹ cũng chưa sẵn sàng để thấu hiểu các bạn được, thì tìm xung quanh, hoặc nếu không tin đi, có ông quéo nè. Bằng chứng là gì, là anh nghĩ là có, thôi anh kể một cái câu chuyện cuối cùng anh gửi gắm tới các bạn ha, để chúng ta có cái niềm tin, bởi vì đó là cái sứ mạng của anh. Anh không có được tự do những nghệ sĩ, chỉ nói về sự thật. Anh là một ông thầy, anh phải trăn trở để cùng các bạn tìm ra cái con đường ha, để qua bên kia bờ. Ok, thì anh nói thiệt nè, ví dụ như là trên cái fanpage của anh đi, thì một ngày có khi 300, có khi 500, cao điểm có khi cả ngàn người nhắn vô. Dĩ nhiên là các bạn hỏi này hỏi cái kia, đúng không? Rồi hỏi về các dịch vụ, các khóa học. Nhưng mà có rất nhiều bạn nhắn nói, anh ơi, chị ơi, có ai có thể trò chuyện với em được không? Có ai có thể lắng nghe cái tâm sự của em được không? Và
họ cũng không phải học viên, và tôi anh nói thiệt các bạn luôn là không nhận được đồng bạc nào hết, nhưng mà rồi ekip rất là thương là các bạn đó trực trực trên cái inbox, trực inbox là một có một một đội mấy mấy bạn á, trực trên inbox trả lời bạn ơi sao vậy, bạn nói đi admin nghe, tại vì anh không thể làm được, anh không làm, tại vì nếu anh trực cái đó anh không thể làm clip được, anh không thể giảng dạy được, anh không thể họp cho cả một cái công ty nó vận hành được, anh gọi thì có cái ekip làm chuyện đó. Thì mấy bạn đó vẫn vào và rất là thương, cho nên anh mới nói là gì, là cuộc sống này có cái tình thương đó nghe. À, các bạn đó trả lời, nhắn tin trả lời rồi giúp mọi người giải tỏa bớt một phần, rồi góc ở cái khả năng của mình các bạn đó gửi những cái thông tin cần thiết để hỗ trợ, thì ngày nào cũng có hết. Mà mấy bạn admin nói thiệt luôn, làm không được thêm đồng bạc nào hết, nhưng mà họ vẫn làm, bởi vì sao? Bởi vì cái tấm lòng là có không. Và rồi anh cũng nói luôn là ê, khó quá thì tụi bay chịu không nổi, thấy khó quá thì hú tao vô, đúng không? Và y như rằng tụi nó hú. Anh vẫn còn nhớ là cách đây 2 tuần thôi, à, 11 giờ 30 khuya, nhân viên gọi điện thoại, anh Trí có cái này gấp, cái gì vậy em, sao sao có cái bạn này muốn tự sát anh ơi, em không biết phải làm sao hết. Nói học viên khóa nào, học viên khóa nào, chuyện gì? Nói dạ không phải học viên, người ta nhắn ở trên fanpage thôi. Hả, không phải học viên hả, nhưng mà là chuyện gì sao? Nói bạn này, bạn nói bạn chia sẻ cái câu chuyện bạn kinh khủng quá anh ơi, em không biết làm sao giúp được. Nói sao sao rồi, nói đi làm sao, cái gì? Nói là dạ, bạn nói là 20 năm từ nhỏ đến lớn bạn bị cưỡng hiếp bởi bố của bạn trong gia đình. Nghe rụng rời chân tay luôn, rụng rời chân tay luôn, và bạn cắn răng chịu đựng bởi vì bạn không có lối thoát. Đã rồi, ngày hôm nay gần 30 tuổi rồi, tâm lý của bạn bị ảnh hưởng một cách cực kỳ nghiêm trọng và bạn quyết định chọn cái chết. Nhưng bạn liên lạc lên fanpage, bạn nói là bạn ước ao được gặp anh Trí để chia sẻ với anh Trí về cái cuộc đời của bạn, để nói lên cho cả cái xã hội này biết là có cái sự đau khổ đó diễn ra trong cuộc đời này, và rồi sau đó bạn sẽ ra đi. Thì cái bạn nhân viên nói anh Trí ơi, bạn muốn được gặp anh sắp xếp gặp bạn được không? Tao nghe mà chân tay tao bủn rủn luôn, tao nhớ lại mà tao còn cái xong hít thở. Anh nói không, tao không gặp. Nó anh ơi nhưng người ta khổ vậy. Cái anh nói mày có bị khùng không vậy? Nó kêu nó gặp tao xong nó sẽ tự sát. Bây giờ mày kêu tao gặp nó rồi nó tự sát, rồi sao? Tao mày chịu hả? Rồi sao? Nó ở ha. Em hiểu đúng rồi, bậy quá. Bạn nói bạn muốn gặp anh Trí, bạn nói xong câu chuyện của bạn xong bạn sẽ tự sát. Bây giờ em đưa đúng rồi em sai rồi anh Trí ơi. Vậy giờ em phải nói làm sao với bạn? Hay là anh với bạn bắt đầu thảo luận với nhau giờ phải trả lời làm sao đây? Trả lời làm sao để cho bạn có cái niềm tin bạn sống, đúng không? Cái anh mới nói là bây giờ nói cho bạn là anh Trí không phải là một nghệ sĩ, anh Trí không thể đơn thuần chia sẻ một cái hiện thực cuộc đời này lên mà nó bế tắc được. Anh Trí là một ông thầy, anh Trí phải có cái lời giải. Cho nên nếu bạn thật sự muốn anh Trí chia sẻ cái câu chuyện cuộc đời của bạn trên cái kênh của anh Trí sẵn lòng. Nhưng bạn làm sao nó thành một cái câu chuyện có hậu được không? Bạn làm nó thành một câu chuyện có hậu đi. Anh Trí sẽ gặp bạn để nghe câu chuyện của bạn. Và thế là bạn nhân viên nói, em hiểu rồi anh Trí, em sẽ nói cái này với bạn. Để bạn có cái mục đích để bạn sống, bạn cố gắng. Thì anh nói để các bạn biết là I care. Somebody out there is caring for you. And you're not alone. You're never alone. Để nếu ngày hôm nay, ngay lúc mà các bạn đang coi cái video clip này của anh, các bạn thật sự bế tắc, các bạn cô đơn, các bạn chông chênh trong cuộc đời của mình, thì đừng có để cái suy nghĩ là there's no one at all đi vô trong đầu của mình. Thấy không? Mà bình tĩnh, tìm cho mình cái lý do. Và rồi nếu một cái ngày nào đó trong cuộc đời của mình mà thiệt sự nó bế tắc và nó cùng quẫn tới mức độ mà thực sự there's no one at all, then there's still you. Các bạn vẫn còn ở đó để nương tựa lên cái bản lĩnh và cái khát khao sống của chính mình. So don't give up. Anh vẫn còn nhớ là ngày hôm đó anh đã từng ngồi với một cái học trò của anh. Nói thì cuộc đời tao chưa. Nó ngồi cạnh anh và nó muốn được trò chuyện với anh. Và nó quay qua nó nhìn anh, nó nói anh Trí, anh nhìn con mắt của em đi, anh có biết em đang như thế nào không? Anh nhìn con mắt một cái nó thôi chết mẹ rồi. Nó anh biết, anh biết đúng không? Anh biết bạn đang say ma túy đá, gọi là say đá, ngáo đá đó, là chính xác luôn. Nó đang bị ngáo đá, nó đang dùng ma túy. Nhìn con mắt là biết rồi. Không, anh Trí,
Em muốn hỏi anh câu. Rồi em hỏi đi. Nó kéo cái tay áo này. Ha. Chằng chịt vết cắt. Nó rút quần ra, cái dao đọc giấy khổ lớn á, nó kéo một cái rẹt. Nó đưa thẳng vào tĩnh mạch. Nhìn anh. Nó nói: "Anh cho em một lý do để em không cắt cổ em ngay lúc này được không? Chứ cuộc đời em nó khốn nạn quá nè." Đó, cuộc sống của anh giận nhá. Và lúc đó anh có được chuẩn bị bất cứ một cái kỹ năng nào để xử lý cái tình huống đó không? Không. Nó hỏi anh câu hỏi đó, anh có biết câu trả lời là gì không? Không. Giữ cái mạng của nó có phải là trách nhiệm của anh không? Không. Lúc đó anh ngồi cạnh một cái thằng đang nháo đá, cầm một con dao dài như vậy đưa vô cổ nó, đầy cảm xúc. Anh có sợ không? Có. Tôi sợ vãi đái luôn. Tôi nói thiệt, tôi chưa bao giờ tôi được chuẩn bị cho cái chuyện đó hết. But I didn't run away. Anh không có bỏ chạy. Ok. Tại vì anh biết là bạn đến gặp anh lúc đó là cuộc đời nó thiệt là không còn ai bên cạnh rồi. So I didn't run away. Rồi anh cũng ngồi nói chuyện. Nửa tiếng sau nó vẫn chưa cắt. Một tiếng đồng hồ sau nó cất con dao vô. Cái nó nói là: "Anh Trí, tối nay em về, em muốn làm một cái việc cuối cùng trong đời của em. Em muốn viết một cái ca khúc. Em mê rap anh Trí, em muốn viết một cái ca khúc." Xong rồi, em cũng chưa biết ca khúc nó như thế nào. Em cũng không biết là sau đó em có còn gặp lại anh hay không. Nhưng em nói chuyện với anh xong lúc này, em biết là có một việc em phải làm trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Em muốn viết một ca khúc. Anh nói: "Ok em, viết đi. Rồi nếu được gửi cho anh coi nha. Mày bắn flow luôn, mày gửi tao đi tao nghe nha." Mấy ngày sau nó có gửi cho anh nghe cái đoạn flow đó. Một năm sau nó có nhắn tin anh. À, nó nói: "Dạ em vẫn đang coi mấy cái clip của anh, có không nghe nhắc tới dao nữa. Cũng chỉ biết tới đó thôi các bạn." Cho nên là anh mới nói là lúc đó anh cũng không biết anh có giúp được gì không. Nhưng mà cái anh tin là gì? Là khoảnh khắc đó, thằng bé đó, nó nương tựa vào cái giấc mơ của chính mình. Nó nương tựa vào cái khát khao được làm một cái gì đó có ý nghĩa cho riêng nó. Cho nên đó là gì? Là đó là cái anh gửi gắm ha, thêm trong cái video clip này là gì? Là there's always someone. And there's always you. With your desire to live. So don't give up. Còn anh xin lỗi, anh phải kết cái bài nói này một cách tươi sáng bởi vì anh là một ông thầy. Đó là cái sứ mạng của anh. Nghe. Còn lại thì thôi những gì cần nói anh cũng đã nói rồi. Nghe. Cái rất rõ ràng ha. Về cái tác phẩm nghệ thuật của Tùng là đẳng cấp, là tâm huyết. Và nó là một tác phẩm nghệ thuật hiện thực với tất cả những cái sự tròn trịa của nó. Chỉ là cái tác phẩm này được phân phối, anh nghĩ là hơi bất cẩn. Còn thực hư nó như thế nào và nó sẽ như thế nào tiếp theo, thì thật ra cái chuyện mà phân phối những tác phẩm nghệ thuật ha, thì cái đó không phải là trách nhiệm của anh, nó không phải là vai trò của anh ha. Thì well, chúng ta cùng xem là nó sẽ như thế nào. Và rồi anh cũng rất mong là lần này dù có chuyện gì xảy ra, Sơn Tùng sẽ không lựa chọn im lặng như cách mà anh ấy đối diện với tất cả những cái áp lực và biến cố trước đây. Mà anh rất mong là dù gì Tùng cũng sẽ mở lòng ra và chia sẻ với khán giả của Tùng, với Sky, đặc biệt là với các bạn trẻ, cái intentions, cái gửi gắm của Tùng trong cái ca khúc. Bởi vì anh tin cái intention, cái động cơ và cái gửi gắm đằng sau cái ca khúc đó là một điều tốt đẹp. Thì đó là cái gửi gắm của anh. Anh rất cởi mở để lắng nghe cái góc nhìn và cái quan điểm của các bạn. Thậm chí anh cũng sẽ cởi mở nếu các bạn cảm thấy là các bạn không đồng ý với cái góc nhìn đa chiều của anh. Và unfollow anh.
fine. Nhưng mà xin cho anh chia sẻ những cái rất là chân thật, dưới vai trò của một ông thầy và vai trò của một phụ huynh của một đứa con 13 tuổi mà anh rất là yêu thương và đang rất rất cố gắng để đồng hành với nó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thank you.